phim Mái Ấm Gia Đình. Giang Phi. Để tôi với. Chị Hà. Xin chào chị Hà. Ủa, có phải hôm nay chị nói ở nhà có việc phải đến trễ hay sao? Hôm nay có hẹn với khách rồi, không thể đi trễ, cho nên xin thầy đổi lại ngày khác rồi. Trên đời này có những người khách không thể bỏ được sao? Là ông chủ của Hân Quang, anh đi mà sắp xếp nha. Cô May, cậu có vụ kiện lớn giao cho mình hả? Đương nhiên không phải rồi. Hai ông chủ của cậu nói muốn lập bản giao kèo gì đó đó mà. Mấy chuyện này đơn giản thôi, giao cho John hoặc anh Tỉnh là được rồi. Tiếc là cô đã giao cho tôi, bây giờ tính sao? Tốt quá rồi, chắc là tiền quê hồng của chị không ít đâu ha. Nhắc tới thì tôi càng nổi nóng hơn nữa nè. Cô không những bắt phải chiết khấu mà còn phải giảm giá một nửa. Ông chủ cổ đâu phải khách quen, cũng đâu có mua gì từ công ty chúng ta. Theo quy định thì không được chiết khấu. Cô nói quy định là do sếp Tra đặt ra, cô sẽ nói lại với sếp Tra. Nếu không phải là bạn của sếp Tra thì tôi từ chối vụ này rồi. Làm vậy thì không nên, gây lớn chuyện sẽ gây khó khăn cho sếp Tra của mình đó. Tưởng tôi ngu lắm sao? Tôi chỉ nói miệng thôi, lỡ cổ thăng chức làm sếp của tôi thì tôi thảm sao? Cái gì? Thăng? Thăng thiên thì có thăng. Hình như anh biết chuyện gì thì phải hả? Anh Tra có thừa nhận cổ là bạn gái trước mặt mọi người chưa? Chưa chứ gì. Vậy thì hiểu địa vị của cổ rồi. Làm ơn đợi với. Đợi với. Ông Kiều, ông Tưởng thang máy tới rồi. Xin chào. Hay là chúng ta ra ngoài đi ha. Không cần đâu. Tôi. Cảm ơn. Chào Heidi. Xin chào. Phiền cô dẫn ông Kiều và ông Tử vào phòng khách đi. Được. Xin lỗi hai dì, để tôi lấy tài liệu đem qua đó nha. Được. Chị Maggie, ông Vũ Dương tặng qua cho chị nè. Cô đem nó vào phòng uống trà đi. Bố qua đẹp như vậy mà không biết thưởng thức, đúng là phí mà. Qua bách hợp, không thích hợp với tôi. Vậy qua nào mới thích hợp đây? Nè cô không nhìn thấy có khách tới sao? Mau pha ly cà phê cho họ uống đi. Nè, một ly ít sữa ít đường, loại sữa ít béo. Một ly cho đường không cho sữa, còn một ly bình thường. Không thích người ta thì thẳng thắn nói cho họ biết đi. Để người ta tặng qua hoài tội cho họ quá. Có khách hàng tới không lo đi chào hỏi. Xin lỗi. Xong rồi đó. Còn nữa nha, hai ông chủ đó vẫn chưa ăn sáng. Cô đi mua 3 phần ăn sáng, mua ở nhà hàng đó. Nhưng mà nhà hàng gần đây nhất cô phải mất hết 10 phút đó. Vậy thì sao? Đi. Cô Mít ghi à, để tôi mua giùm cho. Không cần, anh làm việc của anh đi. Chúng ta xong rồi đó. Bản giao kèo này xin nhờ cô hết đó. Phải rồi, ông Tưởng và ông Kiều có rất nhiều việc. Ngày mai làm xong có được không? Nếu làm theo yêu cầu của ông Tưởng đây, tôi sợ chỉ có một ngày tôi không giải quyết kịp tài liệu này đâu. Không phải là luật sư chuyên nghiệp sao? Vậy tôi được, tôi sẽ cố gắng. Xin không tiện các vị, tôi phải vào trong làm việc đi. Cảm ơn nhiều. Sao không thấy Diamond đâu hết? Sếp Tra vẫn chưa tới công ty. 11:40. Ông chủ ở đây cũng giỏi thiệt chứ. Nhân viên ở đây của ảnh toàn là những người giỏi giang, cho nên ảnh giao cho họ làm hết. Tôi cũng nói cho ảnh mấy lần rồi mà ảnh có chịu nghe đâu. Sếp Tra vì hôm nay có cuộc hẹn cho nên mới tới trễ thôi. Hi, xin chào. Xin chào sếp Tra. Diamond. Ý, May, tới rồi hả? Hôm nay em dẫn hai sếp của em tới đây cho anh đây nè. Để em giới thiệu, chị này là sếp Kiều. Chào sếp Kiều. Chào anh. Đây là sếp Tưởng. Chào sếp Tưởng. Xin chào. Họ tới đây lập bản thỏa thuận, tiện thể coi có cơ hội nào để hợp tác với anh không. Hai sếp dự định mời người của công ty làm nhân viên trợ giúp pháp lý đó. Nếu hai vị có thời gian, mời về phòng của tôi để bàn tiếp. Được. Mời, bên này. Ông Tra, xin chào. Xin chào. Thấy chưa, sắc mặt mau thay đổi của cổ đạt tới mức thần kỳ rồi. Cô gái này đúng là hồng nhan thì còn xa, nhưng mà quả thủy thì tới gần rồi. Người mà mau thay đổi chính là Giang Phi đó. Alex, chị Hà, tăng ca có rảnh không? Tôi có mấy bản tài liệu cần phải làm, có gì không? Như vậy nè, tôi định tìm cô đi shopping cùng nhau dạo phố. Tôi biết cô có thẻ VIP của LP, nhưng bắt buộc phải có chủ thẻ thì mới được chiết khấu đó. Chị muốn mua LP? Không có giống phong cách của chị đó nha chị Hà. Không phải tôi, là Maggie muốn mua đồ thôi. Cô mua LP? Có nhớ tuần sau ngày 14 là ngày gì hay không?
là ngày luật sư hàng năm. Ngày đó sếp Tra đều dẫn Maggie đi dự tiệc. Còn Maggie muốn sếp Tra bị mất mặt cho nên phải chịu tốn chút tiền để trang điểm cho mình. Năm nay á, Maggie biết sếp Tra sẽ mặc đồ vest của LP cho nên cũng muốn mua đồ của LP. Nhưng cô cũng biết rồi đó, đồ của LP ít nhất cũng phải tốn hơn mười mấy ngàn. Tôi thấy hơi đau lòng giùm cổ. Tôi cũng muốn giúp cổ tiết kiệm, nhưng hôm nay tôi còn vài văn kiện chưa làm, không thể đi được. Có gì cần phụ em sẽ phụ chị. Những việc cần làm tôi sẽ làm giùm cho cô. Những cái khác để tôi làm. Wow, mọi người đồng lòng hết nha. Còn có tôi nữa, tôi giữ cửa cho, hai người cứ yên tâm đi. Nếu như mọi người đều ok, tôi lại danh chính ngôn thuận để đi shopping. Đương nhiên là tôi ok. Quyết định vậy nha. Chị Hà, bộ này đẹp không? Cũng đẹp lắm. Còn bộ này? Nè, có được không? À, được đó, nhìn đẹp lắm. Có nét cổ điển, đường cắt lại đẹp. Thật ra da của cô trắng, mặc cái gì cũng đẹp hết. Tôi thì cảm thấy đường viền của cái đầm này đơn giản, mặc dù người của cô lại càng nổi bật hơn. Ý, dây kéo hình như vẫn chưa kéo hết nè. Cô à, đầm này có lớn hơn một số không? Nếu lấy lớn hơn một số thì mặc vào sẽ rộng lắm. Nè, trước mắt chúng tôi sẽ tháo phần eo ra để nới rộng ra một chút. Không cần, không cần đâu. Nếu nới rộng ra mặc sẽ không đẹp như vậy nữa. Hả? Nhưng dây kéo không kéo lên hết được. Chỉ có một chút thôi, tôi sẽ giảm cân. Lấy cái này đi, cảm ơn. Cảm ơn chị. Nè, cô nghĩ kỹ chưa? Bộ đầm này sau khi hạ giá cũng mất 13.000 đồng đó. Mặc vào thấy đẹp thì cũng đáng giá mà. Cảm ơn nhiều nha. Không cần, không sao. Thôi bỏ đi, mặc kệ cổ, một năm có một lần thôi mà. Chính vì một năm mặc có một lần cho nên không cần tốn nhiều tiền như vậy. Cô mới tới làm á, cho nên nhiều chuyện vẫn chưa có hiểu. Cô không biết là bữa tiệc đó đối với Maggie mà nói có ý nghĩa quan trọng tới thế nào đâu. Kể từ sau khi sếp Tra ly hôn á, người đi dự tiệc từ những người đẹp đã đổi thành Maggie. Bây giờ sếp Tra thích cổ hiền hậu lại xinh đẹp nữa. Hay, đối với Maggie mà nói á, bữa tiệc này á, đưa cổ từ một cô bé lọ lem đột nhiên biến thành công chúa Bạch Tuyết và được đi cùng với Bạch Mã hoàng tử trong mơ của cổ, đương nhiên là tốt rồi. Chỉ vì làm nhân vật chính một đêm, cổ phải tốn bao nhiêu tiền của và tâm trí, rốt cuộc có đáng hay không? Nếu như có thể làm cho Maggie được vui, tôi thấy cũng đáng. Đối với Maggie mà nói á, cổ cũng biết cơ hội được quen với sếp Tra là không lớn, cho nên mới trân trọng cơ hội này như vậy. Thử nghĩ coi, biết đâu có thể danh chính ngôn thuận từ cái nắm tay trở thành bạn tình của sếp Tra. Cho dù tới 12 giờ cô bị trở lại nguyên hình, cô cũng đồng ý hả? Richard, dù này có lấy được nhà hay không đều phải nhờ vào anh hết á. Đợi tòa có lệnh lấy nhà thì tiệm đó không thể mở cửa. Không ai có quyền phá cửa vô nhà. Căn nhà đó nhất định sẽ lấy được, anh yên tâm. Cảm ơn nhiều. Cậu Tỉnh, tiễn anh Tiểu Dương giùm tôi. Xin mời. Không cần đâu, tôi tự về được. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Maggie, xin chào. Chào anh Tiểu Dương. Hôm nay em có nhận được quà anh tặng chưa? Dạ có, bó quà đẹp lắm, cảm ơn anh. Em thích là được rồi. Thật ra không những là em thích, mà mấy đồng nghiệp của em cũng rất thích nữa. Mấy cậu nói phòng uống trà cắm thêm quà như vậy cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm. Vậy sao? Có lẽ quà bất hợp quá bình thường nên em mới không thích thôi. Anh sẽ nhớ chuyện này. Thôi không phiền em nữa, anh đi trước đi. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nè Becky, tuy anh Tiểu Dương không phải là mẫu người mà cô thích, nhưng mà dù sao anh cũng là khách hàng lớn của chúng ta. Có thể nói chuyện khách sáo được hay không? Tôi cũng biết, cho nên tôi nói chuyện rất là uyển chuyển, đâu có trực tiếp từ chối. Thật ra Tiểu Dương cũng được lắm đó. Hay là cô suy nghĩ lại đi. Tôi thích ai thì bản thân tôi tự biết. Có đôi khi cái mà mình thích thì chưa chắc có được. Thích thì không nhất thiết phải có được nó. Luật sư Nghiêm, tôi không phải anh. Xin lỗi, tôi hơi nhiều chuyện. Các bạn đồng nghiệp, tôi có việc muốn tuyên bố. Có chuyện gì vậy? Richard đã thắng vụ thiện đường tâm hải vị. Ông chủ muốn cảm ơn chúng ta nên mới mang tới 4 miếng bào ngư. Sếp mời luật sư Nghiêm mà anh nói chứ gì. Bộ tôi giống loại người không có nghĩa khí lắm hay sao vậy hả anh Võ? Tôi đã nói với ông Đường rồi, vụ này không chỉ có công lao một mình tôi, tất cả đồng nghiệp trong công ty đều có công lao. Cho nên người nào cũng có phần. Tôi cũng có phần nữa hả? Hôm qua tôi có đi coi thực đơn rồi. Mọi người muốn ăn gì? Cơm bào ngư nha. Tới rồi kìa, tới rồi kìa. Chào. Hữu à, chỗ này có người rồi. Là của ai vậy? Uống nước đi. Ngồi chỗ của tôi nè. Qua bên kia ngồi. Không phải tôi làm sai điều gì khiến chị Hà và Maggie không cho ngồi gần không? Anh không làm gì sai. Ai ngồi chỗ đó, đáp án cũng giống vậy thôi. Chỉ trừ có một người. Là ông Tra. Không phải ổng đi họp với Lý Thị rồi sao? Tôi đã gọi điện cho ổng. Ổng nói là đang trên đường tới đây. Mọi người đông đủ thì đi ăn bào ngư. Được đó. Có lẽ ông Tra đã ăn ngon quá rồi, không thèm ăn với chúng ta thôi.
Cái này gọi là tinh thần đoàn kết. Cho dù chúng ta ăn cá thường đậu hũ, sếp Tra cũng muốn đi chia sẻ cùng mọi người thôi. Cũng là câu nói này, đều là công lao của chị. Mọi người hiểu là được rồi. Vậy còn Tiểu Dương thì sao? Có người tốt là chính trực, không phải anh đại nghĩ diệt thân. Chị vô ảnh đã không bao đòi lại công bằng rồi. Phải đó, cô không có gì với ảnh, nhưng là đi giúp người không còn huyết thống. Chuyện này không phải ai cũng làm được hết đâu. Quan trọng là gì? Đó chính là thuần phong mỹ tục đó. Không phải cô sợ không xứng với ảnh chứ? Đương nhiên là không phải, tôi cao hơn ảnh mà. Chứ người ta lùn ha. Thì ra anh Tiểu Dương thấp hơn cô Peggy. Ông Tra cũng đâu có cao đâu. Peggy thích người nào đó là quyền tự do của cô. Mấy người đừng có nhiều chuyện nữa có được hay không? Phải đó, tôn trọng. Ok. Cảm ơn. Hi. Hi, ông Tra. Thật ngại quá tôi tới trễ. Không ngại tôi dẫn thêm một người bạn tới chung chứ? Không ngại. Bạn bè gì chứ? Xin lỗi, là bạn gái mới đúng. Nè, ngồi đi. Chỉ có một chỗ hả? Anh, cô ngồi đây đi. Dân à, làm phiền em lấy thêm một cái ghế. Dạ được. Sếp Tra tới rồi hả? Có thể mang bào ngư lên được chứ? Ok. Dạ được. Ăn trưa cũng có bào ngư sao? Bào ngư chỗ này chỉ đủ cho mỗi người ăn một miếng. Vậy để tôi nhường cho cô May. Không cần. Sếp Tra, thực ra tôi thấy hơi đa bao tử, ăn bào ngư sẽ rất khó tiêu. Tôi ăn món khác là được rồi. Sếp cứ chị ăn chung với mọi người đi. Đa bao tử hả? Nếu vậy phải ăn cháo trắng. Ở đây có cháo trắng không vậy anh? Chắc là có. Tiểu Dân, cho chị chén cháo trắng. Mang về nha. Mang về? Phải rồi. Bởi vì bắt cô phải nhìn mọi người ăn, đúng là tội nghiệp lắm. Đem cháo trắng về công ty ăn sẽ tốt hơn. Cô May nói rất đúng. Mang về, cảm ơn em. Có phải em chu đáo không? Em đúng là chu đáo lắm. Phải rồi, công ty em có bán đồ để làm từ thiện. Ngành luật sư của anh cũng tham gia đi. Em sẽ để tên Tra Lý Thi ở phía trước để cho mọi người được nhìn thấy. Một là có thể mang hiệu quả tuyên truyền, hai là sẽ là từ thiện cho anh luôn. Vậy phải quyên góp bao nhiêu tiền mới được xếp tên? Không có tốn bao nhiêu. Có điều em lấy ít nhất cũng phải 200 ngàn đó. Ok. Còn nữa, chỉ là hoạt động lần này ký tên làm việc thiện, đến lúc đó cần phải có một luật sư để làm chứng. Anh có thể sắp xếp một người qua phụ em được không? Được. Richard, anh rất có nhiều kinh nghiệm. Richard phiền anh qua phụ cùng anh nha. Chào bà Lý, tôi là Damon đây. Lần trước tôi có nhắc đến buổi hoạt động từ thiện, bà có nhắn lại với bà Thi. Không biết là hai người có tán thành ủng hộ vấn đề này hay không? Số tiền 200 ngàn để quảng cáo không phải là con số nhỏ, thấy không đáng. Vậy bà cứ coi như là mình đi làm từ thiện đi. Tôi và bà Thi đã bằng bạc và thống nhất không tán thành. Nếu anh muốn làm hoạt động từ thiện gì đó, anh có thể lấy danh nghĩa của mình mà làm đi. Ok, tôi biết phải làm gì rồi. Mấy người của bà Lý không tán thành buổi hoạt động từ thiện này sao? Vậy bây giờ ông tính sao? Bọn họ không chịu bỏ tiền, tôi đành phải lấy danh nghĩa của mình mà ủng hộ. Thật ra Vũ Ngọt bạn gái có rất nhiều cách. Có lẽ sếp nên bàn bạc lại với cô May thử xem. Tôi là bạn trai của cổ, những chuyện mà tôi hứa tôi nhất định phải làm. Tôi không muốn để người khác nói ra nói vào sẽ không hay. Nhưng mà có điều... Phiền cô mang nó đi giao đi. Cho sẵn tiện kêu Richard mang nó qua công ty của May. Làm phiền cô nha. Dạ được thưa sếp. Chuyện mà tôi ủng hộ hoạt động từ thiện lần này không được nói cho bất kỳ ai. Tôi biết phải nên làm thế nào rồi. Nghiêm à, lát nữa anh qua chỗ tổ chức hoạt động từ thiện, làm phiền giao chi phiếu này cho cô May giùm tôi. 50 ngàn. Dưới danh nghĩa của ông Tra. Luật sư Nghiêm, cô May tìm anh nè, dây số 3. Cảm ơn. Alo, cô May, Richard đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi nghĩ là Damon đã nói với mọi người rồi. Hôm nay chúng tôi có buổi tiệc làm từ thiện. Có nhắc qua. Vậy anh mang qua đây đi. Sớm vậy? Không lẽ anh muốn khách mời của chúng tôi phải ngồi đợi anh hay sao? Không, tôi tới liền. Phải rồi, kêu tất cả những luật sư khác cùng tới đây luôn đi. Kêu nhiều người tới đó để làm gì? Không lẽ chỉ dựa vào mỗi anh là có thể đại diện cho ngành luật sư sao? Tôi đang giúp mấy người. Ít người có nghĩa là nhân tài của các anh rất có ích đó. Cô May, cô có nghe câu làm chuyện gì cũng đừng nên quá đáng hay không? Lúc trước Đa Minh đã từng nói, làm việc thiện anh rất thích, anh sẽ cố hết sức để giúp đỡ cho tôi. Không lẽ Đa Minh ra thông báo cho mấy người thì mấy người mới tới đây sao?
Tôi chỉ muốn cô hiểu, công ty luật sư tra lý thi chúng tôi, mỗi người đều là một người tài giỏi. Thời gian một tiếng nữa, đừng có tới trễ đó. Wow, trước giờ chưa gặp người phụ nữ nào giống như vậy hết. Ai biểu cổ là bạn gái của sếp mình, cầm lông gà là thành lệnh tiễn rồi. Nhưng mà cổ không nên có thái độ, muốn làm là có, muốn đi thì đi, muốn tới là tới. Còn kêu tôi dẫn theo mấy luật sư tới đó. Alex, tôi nghĩ là cô nên đi. Tôi có hẹn gặp mặt khách hàng, không rảnh để tới đó. Chị Hà, lần trước tôi nhận được sự chỉ giáo của cổ rồi. Cậu Hữu, luật sư thực tập coi như là nửa luật sư rồi, anh đi chung đi. Không đi có được không? Đương nhiên là không được. Anh đang rảnh mà. Hai người đi chung luôn. Hai người nào? Thì hai người chứ hai người nào? Tôi chỉ là trợ lý hành chính mà. Luật sư đi làm việc, trợ lý không cần đi phụ sao? Làm chứng ký giấy sao phải vào phòng hội nghị của quản lý chứ? Tôi làm sao biết? Cái bà đó kêu tôi trực tiếp đến gặp mặt. Không phải bây giờ ông lại muốn hạ giá đó chứ? Bản hợp đồng có ghi rõ, chỉ cho các người mướn trong phạm vi xưởng, đâu có nói cho các người mướn xung quanh nhà xưởng để bày hàng đâu. Ông còn nói là không cho. Đâu có nói cho. Xin lỗi, cô Mai à. Nè, sao bây giờ mới tới? Thôi được rồi, cứ nói với đoàn luật sư của chúng tôi đi. Đoàn luật sư của chúng tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là như vậy, chúng tôi đã thương lượng trước với cô May, nó chỉ cho cô May bày hàng trong phạm vi của nhà xưởng mà thôi. Nhưng mà cô May hoàn toàn không thấy báo gì với chúng tôi, thì đã chiếm dụng những chỗ khác ở trong nhà xưởng. Bây giờ ông muốn tôi thêm tiền chứ gì? Nếu không sẽ phá vỡ gian hàng của chúng tôi. Vậy bây giờ hàng tôi để đâu? Cô May à, cô đã vi phạm hợp đồng ban đầu, cho nên chúng tôi có quyền không cho cô thuê nữa. Ông nói không cho thuê thì được chắc. Nè, làm gì vậy? Anh là luật sư mà, đứng ngay ra đó làm gì? Nói đi chứ. Có phải muốn tôi gọi điện cho Đa Minh thì mấy người mới biết nên làm gì? Không cần phiền tới ông ra đâu, yên tâm, chúng tôi giải quyết cho. Alo, phải. Được, tôi đến liền. Tôi phải qua chỗ gian hàng, chỗ này giao cho các anh. Không phải cô muốn cứ như vậy mà bỏ đi chứ? Đa Minh phái anh tới đây để làm chứng bản hợp đồng, đương nhiên phải bảo đảm buổi ký hợp đồng được thuận lợi rồi. Hơn nữa mấy người là luật sư, có gì mà nói không được chứ, đúng không? Nếu như mọi người làm không được thì mấy người tự mà đi nói với Đa Minh đi nha. Xin phép. Rõ ràng là cổ lợi dụng mấy anh, tại sao còn giúp cho cổ? Phải bỏ về chứ. Nếu đã tới nơi rồi thì phải giải quyết xong mới được về. Dù sao cũng là buổi từ thiện mà, đâu có ai muốn xảy ra chuyện gì. Chúng tôi bốn người mà không làm được, mặt mũi để đâu chứ. Lần nào cổ cũng hù nói với sếp của mình, đành chịu thôi. Ai nói chứ, anh có thể gặp ông cha để nói mà. Tôi biết mọi người dạo này vẫn phó cho cô May đã bực không ít rồi, cho nên lát nữa sếp cha tới đây, mọi người nên nói rõ tính nghiêm trọng của tình hình đi nha. Ừ. Lát nữa khi Đa Minh tới đây, mong mọi người hãy nói sự thật cho ảnh biết. Nếu như Hà Giang Phi mà tới thì tôi sẽ lột mặt nạ của bà ra. Xin chào. Xin chào ông cha. Xin chào ông cha. Nhiều người đang tụ tập lại ở đây, không phải đang nói xấu tôi hay không? Maggie, cô nói có chuyện muốn phản ánh là chuyện gì đây? Có vài chuyện muốn nói với sếp, hay là để anh Nghiêm nói đi. Chuyện này hay là để cho John nói đi, John sẽ giải thích cho ông cha nghe. Dạo này tôi có nhiều vụ kiện, cho nên giao lại cho cậu Tinh lo. Nè Tinh à, quanh. Thực ra thì tôi cũng có rất nhiều việc, nên đành giao lại cho cậu Hữu. Sao tự nhiên lại đá trái banh qua tôi? Thì nói đi. Thật ra mọi việc tiến hành rất thuận lợi. Vậy sao? Maggie nói chuyện này rất là nghiêm trọng, phải họp để giải quyết mà. Lúc đó có chút khó khăn, sau đó chúng tôi đồng tâm hiệp lực giải quyết xong rồi. Đúng. Có lẽ Maggie lo lắng quá cho nên mới nói vậy thôi. Vậy sao? Phải rồi, tôi biết là mọi người dạo này rất là vất vả. Hồi nãy cô May cũng có nói, lần này Richard biểu hiện rất là tốt. Phải đó, tôi định tối nay mời mọi người đi ăn, không biết là có nể mặt không đây. Cũng được đó, bữa trước tôi có mua một thùng rượu vang, có thể chia sẻ với mọi người rồi. Có được không? Được. Xin mời. Đa Minh có gọi điện thoại cho tôi, anh nói đang họp với Lý Thị, sắp tới đây bây giờ, kêu chúng ta vào trong trước. Vậy hả? Nè Alice đâu, sao chưa thấy tới? Cô nhắn tin phải chuẩn bị tài liệu, ngày mai đi gặp khách hàng cho nên không tới. Sớm biết cũng nói như vậy, mình khờ quá. Thật ngại quá, chúng tôi có 10 người, sao ở đây chỉ có 6 cái ghế thôi vậy? Xin lỗi nha, chúng tôi không biết là mọi người tới đông tới như vậy. Không sao, mình đổi phòng đi. Xin lỗi, các phòng lớn đều đã được đặt hết rồi thưa anh. Không sao đâu, kê thêm mấy cái ghế, mọi người ngồi gần nhau càng thân mật. Vậy mọi người muốn ăn món gì đây? Món gì cũng được hết. Vậy mọi người ngồi đây đợi chút, tôi đi gọi món nha.
Không lẽ mỗi lần đặt chỗ phải nói số lượng cho họ biết luôn sao? Lần trước tới nhà hàng này phục vụ cũng được lắm mà, không lẽ lại không chu đáo tới như vậy? Nè, mấy người ở đây nói chuyện đi, tôi đi rửa tay. Bởi vì ông Buster có dặn rồi, chỉ có 4 người tới ăn thử mà thôi. Có điều chúng tôi đã chuẩn bị bàn 6 người để cho mọi người có thể ngồi thoải mái một chút. Nhưng mà đột nhiên cô May lại dẫn thêm 2 người tới, khiến cho chúng tôi không thể nào sắp xếp được, nên mới xảy ra chuyện này thôi. Chỗ các anh đâu nói là không thể dẫn thêm người chứ? Thực ra thì những món ăn thử chúng tôi chỉ phân cho 6 người ăn mà thôi. Nhưng bây giờ cô May lại dẫn tới 10 người tới đây ăn lận, nên chúng tôi không thể nào chuẩn bị kịp. Nè, tôi không biết, anh là quản lý ở đây mà, anh phải sắp xếp cho tôi đi. Có cần tôi gọi điện thoại cho ông Buster kêu nói chuyện với anh không? Tôi biết ngay là bà Giang Phi này không tốt lành gì mời chúng ta đi ăn đâu. Ăn thử mà coi như khách mời, da mặt dày quá. Chỗ cho 6 người mà 10 người ngồi chung thật là khó coi đó. Đúng là mắc cỡ mà, làm chúng ta giống ăn mày tới đây ăn xin vậy. Còn phải nói chúng ta đi vậy, ở đây mất mặt quá đi. Mọi người đừng có đi, chút nữa sếp Tra tới đây mà thấy ít người, ông ấy sẽ mất mặt lắm. Một mình ông mất mặt thôi hả? Chúng ta cũng mất mặt vậy, mọi người có đi không? Tôi vì sếp Tra, tôi không đi. Nếu lát nữa sếp ra tới đây chỉ còn một mình chị Maggie thì làm sao giải thích chứ sếp? Mấy người không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật chứ, làm vậy Maggie rất khó xử. Ngồi xuống đi, lỡ rồi kêu họ lấy thêm ghế là được rồi. Thiệt tình à.